Hello, xin chào toàn thể mọi người. Chào mừng quay trở lại với kênh YouTube Trend Mobile. Kênh của mình thì chuyên mua bán, trao đổi điện cũ mọi người nhé. Hôm nay là ngày 10 tháng 6, 2021. Mình lại tiếp tục giới thiệu đến mọi người một video mới nữa. Giới thiệu về những chiếc loại cũ mà mình đang có tại nhà mình. Giá thì cực kỳ tốt và chất lượng mọi người nhé. Ngày hôm nay thì mình giới thiệu qua có một số sản phẩm như sau. Ngày hôm nay thì đây thì có J7 cộng nhé. Rất là nhiều này, S9 Plus này, rồi là Note 10 Lite, Note 10 cộng 5G, A71, giá cực kỳ ok luôn. Một chút nữa thì mình sẽ giới thiệu sâu hơn những chiếc loại cũ mà mình đang có cho video này mọi người nhé. Rồi mình để lại đây thì mình sẽ giới thiệu từng chiếc một cho mọi người. Này có cả một chiếc iPad này, giá thì chỉ 1 triệu thôi nhé. Đi trừ hàng mình thì nằm tại số nhà 133 Lương Thị Vinh, Trung Văn, Hà Nội. Và mình có ship hàng toàn quốc cho người xa. Mọi người ở xa tất cả tỉnh thành khác nhau thì mình có ship nhá. Với hình thức là COD, nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán tại nhà giúp mình. Tình trạng mình mô tả như nào thì mọi người có thể được kiểm tra lại ở chính nhà mình, ưng ý thanh toán cho nhân viên ship hàng mọi người nhá. Mọi người mua hàng liên hệ cho mình qua hai số điện thoại ở bên trên: 0358479029 và Zalo của mình là 0979622994. Nếu mọi người gọi cho mình, nhắn tin Zalo cho mình mà mình chưa kịp trả lời thì mọi người gọi trực tiếp cho mình để chốt máy cũng như là để tham khảo nhiều hơn nữa mọi người nhé. Mọi người nhớ bấm đăng ký kênh này, bấm chuông để không bỏ lỡ video mà mình đăng hàng ngày nhé. Hàng ngày thì mình sẽ đăng một video, mọi người nắm bắt được cái giá cả và cũng như là tìm được cái máy ưng ý sử dụng nhé. Ok, bây giờ không dài dòng nữa, mình sẽ nói luôn những chiếc thoại cũ giá rẻ ở trong video lần này. Đầu tiên thì mình muốn giới thiệu đến mọi người một chiếc là một chiếc Samsung. Samsung có trên tay mình là Samsung Note 10 Lite. Con này thì màu đa sắc mọi người nhé, Note 10 Lite màu đa sắc. Chiếc Note 10 Lite này thì là bản công ty và đang còn nguyên cả hộp mà và phụ kiện đầy đủ mọi người nhé. Thì mình để hộp của nó lại đây, mình sẽ giới thiệu về chiếc máy này cho mọi người. Máy này thì mình mua lại của người dùng. Rất là giữ gìn, dán kín máy mọi người nhá. Mình mới bóc ra, đây là máy còn rất là mới tinh. Note 10 Lite thì đằng sau là có cụm 3 mắt camera mọi người nhá. Mắt ảnh chụp thì cực kỳ đẹp. Đằng sau lưng này là mặt bóng giả gương. Đó, con này thì là 7 màu, là 7 màu. Cho nên là cái mọi người để nghiêng này, nó sẽ rất là nhiều ánh 7 màu như kiểu là cầu vồng ấy nhá. Viền thì là viền màu trắng bạc. Đó, chiếc này thì còn rất là hoàn hảo mọi người nhá. Viền viết này không chảy chuộng một chút nào cả luôn. Nó là bản công ty 2 SIM 26 nhá. Còn bảo hành tới tháng 9 2021 luôn. Rồi, về nói về cái phần cấu hình của chiếc Note 10 Lite này đã nha mọi người nhá. Cấu hình của chiếc Note 10 Lite này đây thì là RAM 8, bộ nhớ 128GB. Nói chung là nó quá là nhiều so với những cái ứng dụng hiện nay. Cần mọi loại game mọi người nhé, Note 10 Lite. Đó, có email đây, mọi người có thể check mọi người nhé. Màn hình thì là màn hình Infinity Super AMOLED. Con này thì có cả vân tay ở trên màn hình luôn. Với dòng Note 10 Lite này thì màn hình của nó thì cũng khá là rộng. Mình cũng giới thiệu sản phẩm Note 10 Lite này rất là nhiều rồi, là chắc mọi người cũng không có gì là bơ ngỡ nhiều với cái dòng Note 10 Lite này mọi người nhé. Đây thì mình đang kiểm tra bảo hành. Đây, nhầm mọi người nhé, con này thời gian bảo hành này, mùng 8 tháng 8 2021, thì nó còn khoảng gần 3 tháng bảo hành nữa. Ngoài 3 tháng bảo hành này ra thì mình vẫn bảo hành cho mọi người thêm 3 tháng nữa nhé. Đó, Note 10 Lite, chụp thử camera này. Đó, các chiếc hôm sau nhá. Rất là ok luôn. Note 10 Lite dòng này thì có bút S Pen luôn. Đó, cực kỳ ok luôn này. Con này mới thì nó khoảng rơi vào khoảng độ hơn chục triệu. Đây, Email 6300 mọi người nhá. Hộp viết đầy đủ phụ kiện này, sạc rồi là tai nghe đầy đủ luôn. Đây mọi người nhé, tai nghe này, rồi là củ sạc thì mình đang sạc mọi người nhé. Củ sạc là củ sạc 18W, củ sạc 25W thì phải. Note 10 Lite đấy, máy full book đầy đủ luôn. Chiếc này thì mình đang bán cho mọi người là 6.500.000 đồng nhá, bảo hành cho mọi người 6 tháng lối 1 đổi 1 này. Đó, máy full book tân tật luôn mọi người nhá. Mình để riêng ra đây này.
giới thiệu cho người xong là chiếc Note 10 Lite nhé. Tiếp theo là mình có một chiếc Note 10 cộng 5G. Note 10 cộng 5G này thì mình bán cho mọi người là 7 triệu 100 nghìn đồng thôi. Với một chiếc Note 10 cộng 5G mọi người nhé, trên thị trường đang bán là khoảng là 10 triệu, ngoài 10 triệu một chút. Bởi vì sao? Bởi vì là con này cấu hình của nó hiện nay đang rất là khủng. Máy thì nó qua hình thức này, máy thì là máy màu đa sắc mọi người nhé. Đó, mọi người nhìn đây, màu 7 màu luôn. Đằng sau lưng là có 3 mắt camera này. Đây là cái dòng Note 10 cộng 5G này rồi thì mọi người biết này, cấu hình của nó cũng như là thiết kế của nó thì cực kỳ đẹp luôn. Viền là viền thép này, viền thép nhá, mạ trắng bạc, cổng Type-C này, lao ngoài, rồi là có bút S Pen ở bên dưới luôn. Mình sẽ vào trong cho mọi người nhé. Chăm sóc thiết bị này. Cấu hình của chiếc Note 10 cộng 5G này là RAM 12GB, bộ nhớ 256GB. Con này còn hỗ trợ lắp thẻ nhớ ngoài luôn mọi người nhé. Đó, 256GB và RAM 12. Luôn là cái RAM này thì lưu gì cho hết mọi người nhé. Đó, mọi người nhìn này, màn hình cong hai bên sườn. Đó, nhìn rất là mỏng gọn nhẹ luôn. Cực kỳ mỏng nhưng mà lại có võ. Note 10 cộng 5G, màn thì màn đẹp nhá, không bị ám ố nào. Con này thì mình tại sao mình bán là 7 triệu mốt này, con này bán 7 triệu mốt này thì nó bị đốm một tí ti đây mọi người nhá, tí ti góc này thôi. Còn đâu là không ảnh hưởng gì luôn. Cam trước cam sau này, mọi người nhìn thấy dòng Note nó đẳng cấp chưa? Note 10 cộng 5G thì nói chung là cái dòng này thì đến lúc này quá đẳng cấp rồi mọi người nhá. Loa này, thử loa cho mọi người nhá. Nhạc không lời. Đấy, máy thì còn áp suất nhá. Và cảm ứng cảm biết mượt mà. Con này vân tay ở trên màn hình luôn. Đấy, nghe cái chất âm của nó đã đẳng cấp rồi nhé. Note 10 cộng 5G. Rồi, bây giờ thì mình sẽ xem qua qua trong cái cấu hình con này chạy chip gì để mọi người nắm được nhé. Con này thì màn hình là Dynamic AMOLED này 6.8 inch Quad HD cộng 2K cộng luôn nhé. Con này thì áp được lên Android 11 luôn mọi người nhé. Exynos này, con này chạy Exynos 9825. Nói chung là con chip này khá là mạnh mọi người nhá. Pin thì con này pin 4300, hỗ trợ mạng 5G luôn. Đó, Note 10 cộng 5G mọi người nhá. Con này bán 7 triệu mốt này, bán ra mình tặng sạc này. Tặng sạc zin. Đấy, bảo hành cho mọi người là 4 tháng. Lỗi 1 đổi 1. Đó, Note 10 cộng 5G nhá. Mọi người yêu thích chiếc này thì alo cho mình qua số điện thoại ở trên màn hình này. Tiếp theo đi, giới thiệu máy nhiều tiền rồi thì cũng giới thiệu sang máy nó nhỏ nhỏ tiền một chút. Thì tiện đây thì có Oppo A3s này. Oppo A3s máy màu đỏ. Con này thì bản RAM 2, bộ nhớ 16. Đằng sau lưng thì có xuất sát nhẹ mọi người nhá. Cam kép này. Máy thì đảm bảo nguyên zin cho mọi người luôn. A3s thì thiết kế làm hình tai thỏ mọi người nhá. Đó, RAM 2, bộ nhớ 16GB. Cam trước cam sau đầy đủ. Pin trâu. Đó, con này thì 2 sim 6 mọi người nhá. A3s con này thì mình đang bán là 1.350.000 này, bảo hành 3 tháng luôn. Đó, mọi người yêu thích sản phẩm nào thì liên hệ cho mình qua số điện thoại trên cũng như là Zalo này mọi người nhá. Mình xin giới thiệu một chiếc điện thoại nữa, nhỏ nhưng mà được rất là nhiều người yêu thích, đó là một chiếc iPhone 5SE. 5SE đang có trên tay đây là máy màu gold mọi người nhá. Hình thức thì được khoảng 95-97%. Nó bị cấn một chút ti ti ở đây thôi. Còn đâu là máy đẹp này, con này thì đang còn dán mặt lưng sau luôn mọi người nhé. Bản VNA. Máy nguyên zin luôn mà. 5SE nhé, bản VNA này. Đấy, bộ nhớ 16GB. Vân tay đầy đủ luôn. Pin con này pin còn 86% mọi người nhé. Đó, 5SE. Còn 5SE này cấu hình thì ngang ngửa 6S mà mọi người biết rồi nhé. Mọi người mua con này là máy phụ thì cực kỳ chất luôn. Máy zin đen luôn, màu gold. Đó, cầm ok chưa? 5SE, máy màu gold duy nhất một chiếc này, mình bán là 1.6 triệu thôi. Bảo hành cho mọi người là 3 tháng, lối 1 đổi 1 mọi người nhá. Tặng sạc cáp đầy đủ luôn. 5SE 1.6 triệu, mọi người nhanh tay thì còn nhá. Bởi vì 5SE này có sản phẩm nào cái thì mọi người chốt luôn, chốt nhanh. Nên là mọi người nhanh tay lên nhá. Rồi ok, tiếp theo đi, mình giới thiệu tới mọi người là một con A30. A30 máy màu trắng này, con này thì đằng sau lưng thì có vân tay, cam sau là cam kép mọi người nhá. Vỏ thì đang còn rất là đẹp này. Nói chung là người trước người ta dùng còn rất là giữ gìn. Con này thì trang bị cổng sạc Type-C rồi. Jack 3.5, giải lông ngoài bên dưới. Màn hình thì trang bị là màn Super AMOLED mọi người nha.
Cấu hình con này thì là RAM 3 bộ nhớ là 32, RAM 3 bộ nhớ 32. Và thiết kế là màn hình AMOLED 6.2 inch A30 này của bản công ty, cho nên là sẽ hai SIM hai sóng 4G đầy đủ, cam trước cam sau đẹp keng speng luôn. Đó. Con này thì màn hình nó hơi ám một chút mọi người nhá. Màn hình hơi ám một chút. Nói chung là nhìn kỹ mới thấy nhá. Đấy, nhìn chưa? Hơi ám nhẹ nhá. A30 bản công ty hai SIM, hơi ám nhẹ này. Thì mình đang bán với cho mọi người là 2 triệu tròn nhá. A30 2 triệu tròn. Bình thường thì máy đẹp màn đẹp thì mọi shop hoặc là mình đang bán 2 triệu rưỡi hoặc 2 triệu tư. Nhưng mà màn hình ám nhẹ này mình bán 2 triệu nhá. Hôm nay mùng 1 thì mình bán có rẻ một chút để cho mọi người chốt nhanh, làm ăn cho suôn sẻ. Mong mọi người là mùng 1 thì mọi người không nên làm mặc cả với mình làm gì quá đáng nhá. Nói chung là bớt lấy lọc cho anh em thì bớt thôi, chứ còn mặc cả quá là mình xin phép mình không bán nhá. Mùng 1 thì mình kiêng kỵ những điều như vậy. Mong mọi người hiểu và thông cảm cho mình nha. Tiếp theo thì mình có một chiếc Samsung A71. A71 mình có trên tay đây là máy màu đen này. Đằng sau lưng thì nói chung là dòng A71, A51 thì thiết kế là chung một thiết kế nhá. Có 4 mắt camera sau lưng và đèn flash này. Đó, một cụm camera nó nổi lên trên này. Máy thì khá lớn. Con này thì 6.8 inch. A71 này. Nói về bảo hành trước nhá. Con A71 mình đang có trên tay đây thì là còn bảo hành tới tháng 11/2021 cơ. Đấy, bảo hành mùng 6/11/2021 mọi người nhá. Đó, mọi người nhìn chưa? Màn hình rồi đẹp keng này, chưa xước sát một tí nào luôn. Mọi người nhìn kính bóng loáng này, viền đang còn bọc ni lông mọi người nhá. Con này thì viền đang còn bọc ni lông này. Cổng sạc Type-C đã đầy đủ rồi. A71 đó, hai SIM hai sóng. Cấu hình của A71 này thì để mình xem cho mọi người luôn nhé. A71 là RAM 8 bộ nhớ 128 này. Đấy, cổng sạc Type-C đủ luôn. Pin nói chung có pin trâu khỏi phải nghĩ mọi người nhá. Cam trước cam sau này. A71 mới thì toàn chục triệu mọi người nhá. A71 con này thì mình đang bán với giá là 5.400.000 đồng. Đó, máy con bảo hành đến tháng 11 nhá, 2021, 5.400.000 đồng. Đấy, mọi người yêu thích chiếc này thì nhanh alo cho mình sớm nhất để hàng nhá. Tiếp theo đi là mình lại về thêm được S10 5G. S10 5G thì mình có con này là màu đa sắc này. Viền viết thì chung là viền thì viền nó không được đẹp keng hẳn, nó có sức phẩy nhẹ mọi người nhá. Đó, có đôi là màn hình của nó sẽ đẹp này, không bị xước, không bị ám ố gì cả. Để mình xem con này cấu hình như nào. S10 5G thì có hai bản đấy. Một bản là 256 và một bản là 512GB. Đó, thì con này của mình 512GB nhá. RAM 8 bộ nhớ 512GB mọi người ạ. Đó, cực kỳ khủng khiếp nhá. Đấy, cảm thấy con sao đẹp này. S10 5G này thì mọi người biết rồi, màn hình đẹp này. Rồi là cấu hình khỏe, chơi mọi loại game ok hết nhá. Đó, mọi người nhìn chưa? Con S10 5G 512GB này thì mình đang bán với giá là 6.600.000 đồng. 6.600.000 đồng thôi mọi người nhá. S10 5G 512GB 6.600.000, bảo hành 3 tháng, lỗi 1 đổi 1 tặng sạc cáp zin cho mọi người yên tâm sử dụng luôn. Đây thì mình có thêm một con này nữa. Máy màu đen. Đó, hình thức thì viền thì nó cũng phẩy thôi, cũng không được đẹp keng hẳn. Nhưng mà kính nó đẹp nhá. Bọn này vân tay ở trên màn hình, RAM 8 bộ nhớ con này thì chắc là 256 thôi. Bộ nhớ 256 nhá. 256 này thì mình bán là 6.2 triệu này. Đó. Em chưa cầm sao đẹp nhá mọi người nhá. S10 5G. Đó, con này 6.2 triệu thôi, bảo hành 3 tháng, lối 1 đổi 1 mọi người nhá. Tiếp tục đi, mình giới thiệu đến một chiếc G7 Plus, còn được gọi là G7 cộng. Con này máy màu gold này, bản công ty 2 SIM 2 sóng, hình thức được khoảng 97% mọi người nha. Máy zin tuyệt đối luôn. Đó, cam sao cam kép, bọn này thì là bản nâng cấp của G7 Pro. RAM 4, bộ nhớ 32GB, màn hình zin. Con này thì màn zin mọi người nha, đẹp không ám ố một chút nào luôn. Nói chung là nó hơn con G7 Pro là RAM 4, bộ nhớ 32GB, vân tay vân tiết thì cũng đầy đủ. Cam trước cam sau thì nói chung là đẹp, cầm chắc chắn hơn G7 Pro rất là nhiều nhá. Con này thì mình đang bán là 1.700.000 đồng cho một chiếc G7 Plus, G7 cộng, màn hình zin công ty. Nói chung là điện thoại thì còn con cuối cùng là con S9 Plus. S9 Plus thì máy màu đen bản Hàn Quốc, tượng trưng cho S9 Plus này là đằng sau là có một cái cụm cam sau là cam kép này, vân tay liền mạch luôn.
Con này máy một đen, hình thức thì được khoảng 95%. Con này thì cấu hình là RAM 6 nhá, bộ nhớ 256. Bình thường là chỉ nhớ là bộ nhớ là 64 hoặc là bộ nhớ 128. Còn con này là bộ nhớ 256 mọi người nhá. Đó, màn thì màn zin đẹp không ám mố. Áp suất áp siết thì vẫn đầy đủ luôn. Cảm trước cảm sau đẹp mọi người nhá. Con S9 Plus RAM 6 bộ nhớ 256. Ngày hôm nay thì mình bán cho mọi người là 4,4 triệu. Bảo hành cho mọi người là 3 tháng, lỗi 1 đổi 1 và tặng sạc cáp zin mọi người nhá. Tai nghe AKG luôn. Mọi người yêu thích sản phẩm nào cho ngày hôm nay thì liên hệ với mình sớm nhất để đặt hàng qua số điện thoại ở bên trên cũng như là Zalo là 0979622994 mọi người nhé. Tiếp theo là một con iPad. iPad này là con iPad 2 mọi người nhé. iPad 2 bản 16GB. Con này thì hỗ trợ wifi thôi. Máy thì con đang còn rất là đẹp. Đây nó bị cấn một góc ở đây thôi. iPad 2 này thì mình bán là 1 triệu tròn thôi mọi người nhé. Màn hình to khự luôn này. Đó, nghe thử YouTube yêu thích cho mọi người nhé. Con này mua về cho ông bà cha mẹ đọc báo hoặc là xem YouTube, cho các bé ăn bột ăn cháo thì rất là ok luôn. Đó, loa nghe rất là ấm mọi người nhé. Con này thì mình có cái ốp da thì mình sẽ tặng 10 ốp da và bộ sạc. Đây, bộ sạc nhanh của con iPad này mọi người nhé. Đó, nói qua về cái phần mở nhạc rồi, rồi là nói phần camera. Đây mọi người, cam trước cam sau này đang còn rất là nét nhá. Đó, iPad 2, con này thì mình bán là 1 triệu tròn thôi. Bảo hành 3 tháng, tặng ôm lưng này, rồi là tặng sạc của nó mọi người nhá. Ok, ngày hôm nay thì mình có một số sản phẩm như này thôi. Mọi người xem video nhá, nhớ bấm đăng ký kênh để nhận được video mà mình đăng hàng ngày, theo dõi cũng như là chọn được máy mình mua, chọn được máy ưng ý để mua mọi người nhé. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo mọi người nhé. Xin chào lại mọi người.